Rất vui lại được gặp quý vị trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Hậu quả thảm khốc nếu Nga dám sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Ukraine. Quý vị thân mến, quân đội Ukraine và các lực lượng Nga đang rơi vào một cuộc đối đầu lớn tại các làng mạc và thị trấn phía tây nước Nga sau khi Kiev tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kerch. Chiến tranh leo thang khiến nhiều người lo ngại kịch bản Nga có thể thực hiện phản ứng hạt nhân để đáp trả Ukraine. Quan chức chính quyền Tổng thống Biden tiết lộ Mỹ từng ráo riết chuẩn bị ứng phó kịch bản chiến tranh hạt nhân nổ ra tại Ukraine cuối năm 2022. Tình hình chiến sự vào thời điểm đó khiến chúng tôi tin tưởng và cảm thấy cần phải chuẩn bị khẩn trương, làm mọi cách để kịch bản này không diễn ra. Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ tiết lộ với James Skelter, phóng viên trưởng về an ninh quốc gia từ kênh CNN, đề cập đến nỗi lo của Washington trước kịch bản chiến tranh hạt nhân nổ ra tại Ukraine vào cuối năm 2022. Skelter dẫn các nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ chính phủ Mỹ trong giai đoạn này từng đánh giá Moscow có khả năng đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tham chiến giữa bối cảnh quân đội Nga có phần thất thế. Moscow lúc bấy giờ không thể kiểm soát Kiev thần tốc như kỳ vọng, lại phải rút quân khỏi miền Bắc Ukraine và bị đẩy lùi liên tiếp ở Kharkiv và rồi sau đó là Kherson. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng như đầu đạn hạt nhân chiến lược lắp cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay bom cỡ lớn. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được gắn trên tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo. Washington khi đó lo ngại Moscow sẽ đánh giá quân đội Nga chịu thương vong quá lớn, tương đương với mối đe dọa trực diện do lãnh thổ và quốc gia Nga, tạo ra cơ sở phù hợp cho phương án sử dụng vũ khí hạt nhân. Những phát ngôn từ giới chức Nga cùng giai đoạn về vũ khí hạt nhân càng khiến cho Mỹ lo lắng. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố với người dân trong nước rằng Kherson là một phần lãnh thổ Nga, do vậy thất bại tại Kherson có thể bị xem là mối đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và tồn vong quốc gia. Theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, các cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ không đơn thuần phỏng đoán mà thực sự đã thu thập được thông tin khiến họ lo ngại về viễn cảnh Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Quan chức này kể lại, chúng tôi đã phải lên kế hoạch để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản không tưởng. Trong giai đoạn từ cuối mùa hè đến mùa thu năm 2022, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã tổ chức một loạt cuộc họp để lập phương án ứng phó. Chúng gồm các kịch bản như Washington phát hiện bằng chứng xác thực rõ rệt Moscow chuẩn bị ra tay, kịch bản Washington ứng phó như thế nào khi Moscow dùng vũ khí hạt nhân, cùng những phương án phủ đầu hoặc răn đe để ngăn cản Nga. Quan chức Mỹ bình luận, ít ai nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi phải nghiêm túc chuẩn bị cho kịch bản này. Đây là nguy cơ mà mới vài năm trước, mọi người còn tin rằng nó thuộc về kỷ nguyên xưa cũ mà chúng ta có thể an tâm lãng quên. Tuy nhiên, trải qua nhiều ngày tháng tiếp theo, tình báo Mỹ vẫn không phát hiện bằng chứng cho thấy Nga đang chuẩn bị huy động lực lượng hạt nhân. Washington không nguôi lo ngại và nhiều lần gửi thông điệp đến Moscow qua các kênh cấp cao, trong đó có liên lạc giữa Ngoại trưởng hai nước Antony Blinken và Sergei Lavrov, giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ khi đó là Mark Milley và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov. Tổng thống Biden còn cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA Bill Burns đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp lãnh đạo tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin để bày tỏ lo ngại. Rủi ro xung đột hạt nhân hạ nhiệt trong năm 2023 khi chiến sự Ukraine bước vào tình thế đóng băng và các bên không tạo được thay đổi lớn trên chiến trường. Quan chức Mỹ tiết lộ, chúng tôi đã giảm lo ngại nhưng vẫn không mất cảnh giác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện toàn kế hoạch ứng phó, không thể loại bỏ hoàn toàn viễn cảnh rủi ro gia tăng trở lại trong những tháng tới.
Ván bài Kursk buộc Bộ Quốc phòng Nga phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn. Nhiều khả năng các lực lượng hiện có ở Kursk như vệ binh quốc gia, FSB và các lực lượng không chính quy khác khó có thể ngăn chặn hoàn toàn các đợt tấn công của Ukraine. Phát biểu với CNN, ông George Barrett, chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, cho rằng Nga có thể tái triển khai các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc mới được thành lập, nhưng điều này sẽ làm gia tăng áp lực đối với lực lượng này và tạo ra lỗ hổng phòng thủ của Nga ở những nơi khác dọc biên giới. Ngoài ra, Moscow cũng có thể huy động lực lượng dự bị, thực hiện chiến dịch phản kích quy mô lớn. Song đây là lực lượng rất quan trọng đối với các cuộc tấn công hiện tại của Nga bên trong Ukraine. Hiện cuộc chiến đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn. Có một số suy đoán cho rằng, ngoài các lựa chọn trên, Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp trả đũa hữu hiệu. Putin nhiều lần cảnh báo, ông sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của Nga bị đe dọa. Trong cuộc họp báo vào tháng 6 năm 2024, Putin cho biết Nga có một học thuyết hạt nhân được hình thành vào năm 2020. Ông Putin nói, hãy xem học thuyết đó nói gì. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp đáp trả. Đây là điều không thể coi nhẹ. Theo giới phân tích, nếu cuộc đột kích của Ukraine tiến xa hơn, Tổng thống Putin có thể buộc phải triển khai vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay trên lãnh thổ Nga để đẩy lùi đối phương. Đến thời điểm hiện tại, lựa chọn hạt nhân vẫn chỉ là mối đe dọa, nhưng không ai có thể đoán trước Nga sẽ hành động như thế nào nếu chịu sức ép gia tăng quá lớn ở khu vực biên giới. Giả sử Putin sử dụng vũ khí hạt nhân, thì điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, một khi Putin sử dụng vũ khí hạt nhân, toàn bộ nước Nga sẽ bị cô lập với thế giới. Lão tin rằng, ngay cả Trung Quốc cũng sẽ phải vạch ra ranh giới rõ ràng với Nga. Thứ hai, sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tiêu diệt 10.000 đến 20.000 quân Ukraine chắc chắn sẽ là một tổn thất bi thảm đối với Ukraine, nhưng còn lâu mới là một đòn chí mạng đối với quân đội Ukraine với hơn 700.000 quân, bao gồm tuyến 2-3. Tuy nhiên sẽ dẫn đến sự leo thang toàn diện của cuộc chiến và viện trợ của phương Tây cho Ukraine sẽ phá vỡ mọi ranh giới, bao gồm cả hành động ra tay trực tiếp của NATO. Thứ ba, Mỹ đã cảnh báo rõ ràng với Putin và các quan chức hàng đầu Nga. Với tư cách là người khởi xướng cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, nếu Nga dám dùng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Ukraine, quân đội Mỹ sẽ giúp quân đội Ukraine quét sạch toàn bộ quân Nga ở Ukraine và chắc chắn hành động chặt đầu rắn sẽ bắt đầu. Thứ tư, Ukraine chắc chắn sẽ chặt đầu Putin và các tầng lớp cấp cao cốt lõi khác của Nga, bởi quân đội Ukraine hiện đã có năng lực và nhiều phương pháp để thực hiện việc này. Theo nguồn tin nội bộ, vào ngày lễ duyệt binh Hải quân Nga vừa qua, Ukraine đã lên kế hoạch chặt đầu Putin để trả đũa việc Nga có ý định ám sát Zelensky. Chính Nga đã cầu xin Hoa Kỳ can ngăn hành động đó. Bởi vậy, quân đội Ukraine cứ việc tung hoành ngang dọc trên đất Nga, mà không e ngại gì. Bây giờ là lúc Ukraine vạch ra làn ranh đỏ với Nga. Nếu Nga dám oanh tạc bừa bãi vào Kiev, thì Moscow sẽ gánh chịu một cuộc tàn phá như nhau. Tổng thống Zelensky đã nói đúng, phải để cho dân Nga cũng nếm mùi chiến tranh. Cuộc chiến tranh giữ nước của người dân Ukraine sẽ còn nhiều cam go ác liệt, chừng nào họ chưa quét sạch quân xâm lược khỏi bờ cõi. Nhưng cuộc tấn công sâu vào Kursk bằng bộ binh đã biến ý đồ chiến lược đưa chiến tranh trở lại nước Nga và học thuyết muốn có hòa bình với Nga thì phải công bằng bạo lực của Tổng thống Zelensky trở thành hiện thực. Nó đã chứng minh rằng mọi lần ranh đỏ, học thuyết hạt nhân của Nga chỉ là còn ngáo ộp và chỉ có người Ukraine mới dám chống Nga và đánh bại đế quốc Nga hung bạo sắc nách. Bây giờ thì chúng đã hiểu thế nào là chiến tranh, xâm lược, là đổ máu. Putin đã bắt đầu khóc tiếng máng. Vinh quang cho Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.